Giống như chị chơi chơi với một người bạn ha, làm sao mà chị biết người bạn đó là tốt với chị? Chị phải cần có thời gian xem người đó có tốt với chị hay không. Cố tình chị làm xấu với người ta để chị xem người ta có đối xử xấu lại với chị hay không. Giả dụ như thật sự người đó tốt với chị thì người ta bảo có thể là cái đó nó vô tình nó làm tổn hại đến mình thôi, nhưng thực tế thì không. Nhưng thực tế là trên thực tế cuộc sống như vậy khó lắm, tại vì cuộc sống bây giờ rất là mệt mỏi. Người ta đến với nhau là đem niềm vui, một cái sự nhẹ nhàng cho nhau, chứ không phải đến với nhau để thách đố nhau và để thử thách nhau. Tại vì không có ai đủ kiên nhẫn để trải qua những cái thử thách của em đâu. Nếu như em thấy đó là hợp lý thì cả hai cùng phải cố gắng. Chứ cuộc sống bây giờ để thử, tôi thử anh rồi anh thử tôi mệt mỏi lắm, và người ta sẽ bỏ cuộc hết. Cho nên em đòi hỏi cao quá thì nó sẽ là rất khó. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mình giới thiệu rõ lên. Trước tiên là bạn trai. Dạ em tên Vương. Em sinh năm 87, quê ở Quảng Ngãi, làm tài xế thì hiện tại đang ở Hóc Môn. Em làm giờ hành chính hay là lúc nào giờ đi mình, là chủ là kêu là đi? Có thể là chủ kêu là đi, nhưng mà mình có thể mình biết trước được cái lịch trình. Dạ. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Huệ, em cũng sinh năm 87 và nhà em ở Buôn Ma Thuột. Em hiện đang làm kế toán. Dạ em làm ở quận 3. Quê em ở Hải Dương. Em có ngại nghề tài xế không? Có một chút. Ngại về điều gì? Hay đi đêm hay là đi xa gì đó. Có đi đêm đi xa không? Cũng có. Đặc thù công việc đó là như vậy. Em làm nghề tài xế được bao lâu rồi? Dạ cũng được 4 năm mấy. Trước khi làm nghề tài xế thì em cũng có làm cửa sắt, mở tiệm làm. Mở tiệm làm cửa sắt? Ủa sao đang làm ông chủ làm cửa sắt mà sao tự nhiên bỏ đi làm tài xế? Cũng thất tình cái nghỉ. Trời đất ơi, duyên dáng vậy. Em nghĩ mình có điểm mạnh điểm yếu gì? Em cũng thích trẻ nít lắm. Thì cái chuyện ví dụ như sao mà có con nhỏ hay gì đó thì em có thể lo được. Còn điểm yếu của em là gì? Tài xế mà ra đường thì hút thuốc có nè, nhậu nhẹt cũng có nè. Tài xế mà nhậu nhẹt ai cho lái? Thì có lúc những lúc mình rảnh rỗi đó. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Giọng em rất là to đó. Lúc giọng to cũng không to bằng giọng chị đâu, đừng lo. Mình giọng trầm, giọng thổ đúng không? Rồi. Không biết, nhưng mà mọi người nói là em phải kiềm chế giọng lại. Tính toán tiền bạc mà nói to quá, người ta tưởng đâu mình khó chịu với người ta không? Đâu có, người ta bảo nộ không tin. Hỏi lương anh đang nhiêu, đồ nhiêu nhiêu mà em nói lớn quá, người ta nghe hết phải không? Nói chung là cũng nóng tính, nên là cần một người điềm tĩnh. Làm tài xế có điềm tĩnh không? Tùy theo lúc, lúc nào cũng điềm tĩnh nên cũng khó, nhiều khi nó xảy ra một cách mà mình thật sự là bức xúc. Nhưng mà đều đã cầm cái vô lăng thì bực mình cũng phải kiềm chế, bởi vì mình đang giữ tính mạng của nhiều người. Về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Chắc là một. Sao tình mà chắc? Thì chắc chắn là một mối tình chị nói là một. Còn giờ dù như mà hai chị nói là hai. Rồi, quen được bao lâu? Chị muốn tính tháng hay tính năm hay tính ngày? Chị không biết, tại vì tình của em sao chị biết được? Giả dụ một tháng mình quen một năm, nhưng mà một năm mình gặp được một hai lần thì cứ gọi là tính ngày. Không, người ta tính từ lúc từ gặp mặt tới lúc chia tay thời gian nó bao lâu, còn cái chánh giữa đó nội dung nó như thế nào tính sao? Dạ chị em cũng không biết xác định là nó được mấy năm. Quen nhưng mà không có nói lời chia tay, nhưng mà mặt đường ai người ấy đi. Bao nhiêu lâu rồi? 10 năm rồi. Nhưng mà rồi mày quên mối tình đó chưa? Nếu mà nói quên thì chắc em sẽ không quên. Đúng rồi, nhắc tới mà thấy còn rươm rướm kìa, sao mà quên được. Không quên. Thì sao không tìm gặp để mà nói chuyện coi như thế nào? Em có thử, nhưng người đó không muốn. Người ta cũng không có rõ ràng là người ta có người mới hay chưa, nhưng người ta nói là em tự đi tìm gia đình cho mình đi. Quên đi một cách thật sự để đón nhận cái mới tốt đẹp hơn nha. Bạn gái bên đây rất xúc động khi Nghệ kể lại cái câu chuyện tình yêu của mình. Thế còn em, bao nhiêu mối tình rồi? 2. Thì em bỏ cửa sắt mà chạy đi học lễ lái xe là cũng do vậy đó. Là đó mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là sâu đậm đó phải không? Quen được bao lâu? 8 tháng, chuẩn bị đi cưới rồi. Thì em cũng biết sao mà nó bị người yêu cũ nó rủ rê rồi đi theo. Rồi sau đó có gặp lại nhau nữa không? Tết năm sau thì người đó lấy chồng, nhưng mà người chồng thì không phải là người yêu cũ. Ví dụ rồi ok, rồi thất tình đi thì thiếu gì người thất tình. Mắc mớ gì thất tình là mà đi bỏ nghề. Thằng bạn trai nó là tài xế. Mà hồi đó nghe kia tài xế là đi chắc cũng gái gú nhiều lắm. Học tài xế mấy năm trời, em bây giờ luôn có quen được. Trời đất, có gì vô duyên thì tự nhiên yêu con bồ. Bị bồ bỏ, bồ bỏ theo thằng tài xế. Tính học tài xế để có nhiều bạn gái. Cuối cùng Yeah. Người ta tài xế nhiều bạn gái là người ta đi đường trường ông ơi. Qua chạm này chạm kia tới tỉnh này tỉnh nọ, người ta mới gặp gỡ nhiều người. Rồi tự nhiên cái bỏ cái nghề cửa sắt ngon lành, nhưng hồi đó làm ăn khá không?
thì em tính là ví dụ như còn độc thân thì cứ đi đây đi đó đi, rồi ví dụ như có duyên mà gặp ai thì dù có vợ rồi thì về nhà làm lại cũng được. Chứ thật sự vợ cũng không thích chồng làm nghề tài xế đâu. Ừ, tôi ghi rồi. Chắc là ông không biết làm ăn gì hết chứ gì. Thôi bậy mà. Bình thường cũng có gì hết trơn á, nhưng mà không biết sao là nó bị rủ rê. Nhưng mà làm nhiều khi không ổn. Ổn thì em cũng không biết. Phải biết chứ, cái gì em cũng không biết. Bởi vậy bộ bỏ là đúng rồi. Mạnh khỏe. Nhìn tướng em chị không lẽ em yếu dữ lắm hả chị? Trời ơi, đâu có, cái tướng không nói được điều gì hết em nha. Cái tướng không nói được điều gì hết nha. Giờ mẫu người lý tưởng của em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ít nhất là phải quyết đoán. Như anh đó sẽ không có quyết đoán, sẽ không có phù hợp với em. Giả dụ như mình làm cái gì thì mình phải xác định là nó đúng hay là nó sai. Không phải thấy người ta làm cái này mà mình sẽ học theo. Tại vì phụ nữ thì sao? Cần một chỗ để có thể là che chở bao bọc mình. Phải quyết đoán, phải mạnh mẽ, phải có lập trường. Thì đúng rồi, tất cả mọi điều mình phải vạch ra một cái kế hoạch chứ đâu phải là mình ấy được. Thì giờ kế hoạch của em trong tương lai là cái gì? Thì tạm thời em vẫn chạy xe, tùy theo hai người thuận tiện cho có việc của hai người. Anh này cũng là một anh chàng chung tình đó, cũng giống như em đó. Thật ra cũng khó có thể nhận định về một con người ở vài câu nói hoặc là ở những cái đầu tiên gặp mặt. Hôm đó người ta mệt, hôm đó người ta bệnh, hoặc là người ta rung, hoặc người ta thấy máy quay người ta sợ. Khó có thể nhận xét một con người qua một vài phút. Cho nên cứ bình tĩnh, sống chậm lại, quan sát nha. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào về ngoại hình? Đối với em ngoại hình thì không có quan trọng. Tự tin lên, chàng trai của tôi. Em thì có yêu cầu em nó cũng đơn giản thôi. Em thì em thích cái kiểu như là truyền thống, 1m5 đổ lên, vừa người. Ví dụ như bạn gái mà màu đen quá, mặt hơi hở hang chút, hay tóc hơi nhuộm đồ xíu được không? Đi tiệc, đi này, đi nọ. Còn bình thường thì hãy nên là bình thường. Ví dụ như chị vậy là có bình thường không? Không, chị thì em không dám nói. Vậy thôi em nói người, bây giờ em hình dung cô gái bên này đang như thế nào? Cổ đang mặc đồ gì? Đang mặc một cái váy giống chị nhưng mà khác màu hay gì đó. Rồi, tóc tai? Không nhộm. Cô ấy hiện tại như em đoán tóc là màu đen. Màu đen, mặc váy. Mà như vậy là có thích cô gái mặc váy không? Không. Như vậy sao không thích cô gái mặc váy? Mặc một đồ bình thường thôi. Một đồ bình thường không lẽ mặc đồ bộ đi gặp gỡ, đi ghi hình? Ngoài những việc đi tiệc này nọ thì chắc... Chứ bình thường là mặc cái gì hay là không mặc? Quần jean hay là áo sơ mi gì đó rồi cũng được. Chứ mặc áo đầm không được. Mặc áo đầm đi đâu? Thì áo đầm đi chợ, đi búa, đi chơi, đi làm. Bây giờ có ví dụ đi làm công sở, cổ đi làm kế toán. Công sở thì... Đi hàng ngày cổ cũng phải mặc váy vậy. Đúng rồi, cái đó công việc. Còn đi chơi là phải mặc quần. Không đi chơi mà... Thôi muốn mặc cái gì đâu không mặc. Mà tại sao em có ác cảm với áo đầm hả? Không, do em thấy đi đứng rồi nó vất vả quá rồi em thấy cực. Ủa sao tôi thấy tôi đi đứng bình thường mà ta, có gì đâu vất vả gì đâu trời. Mặc áo đầm nó mát chết, đi đứng nó bình thường mà. Mặc quần jean nó mới túm túm bó bó, nó mới ngợp, nó mới khó chịu. Mặc vậy nó thông thoáng lắm, nó tốt cho sức khỏe nữa. Không, nhưng mà lúc ngồi chị cũng phải khép nếp đâu chứ. Có gì đâu, con gái thì đâu ngồi phải khép nếp chứ đâu, đúng không? Có gì đâu, bình thường. Phải không em? Bình thường đúng không em? Bình thường. Ổng là bỏ cái cửa hàng sắt, ông tập tài xế là vì cái cô bạn gái cũ. Bây giờ ông không thích con gái mặc váy, có liên quan gì đến bạn gái cũ không? Không, không có. Bạn gái cũ em mặc cái gì? Cũng mặc đồ riêng quần tây rồi đó thôi. Có mặc váy không? Không. Thấy chưa, tại bạn gái cũ không có mặc váy cho nên bây giờ không thích bạn gái mới mặc váy đúng không? Không, em của em cũng vậy mà. Em về nhà là mấy đứa là không bao giờ nó mặc váy hết. Không, thì lạ lùng, tôi chưa thấy đàn ông nào. À, mệt quá, có hình mẫu người mẫu lý tưởng không, được coi. Đó, lựa đi. Tôi banh ra tôi coi coi thấy gì không đó nè. Trời đất ơi, rồi đó có tấm một đó, có ba anh đó, chọn anh đi. Lý do sao chọn anh đó? Em nghĩ vậy. Hy vọng là đúng. Chọn ra chưa? Nhanh, hết giờ. Hai cô này phải có một cô này không phải rồi. Tại sao cô đó không phải? Có bầu rồi. Có bầu rồi hả? Vậy còn hai cô này có... Rồi cầm đi. Để... Không phải quá. Ôi da, chắc tôi xỉu quá. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào trái tim này. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra. Hai bạn sẽ xem cảm nhận của mình lần đầu tiên này. Mình đoán đúng hay sai nha. Ai sai là sẽ bị phạt. Rồi coi đi. Trời, cuối cùng em không biết ai luôn. Đậu đèn á. Đúng rồi mà đúng. Sai rồi. Sai rồi. Còn em sao? Ồ,
Ụp mặt vô gối, ụp mặt vô gối. Ủa vậy chứ mình nhìn thấy nó sao sao ha. Gãi đầu, giờ kiến sao này. Thì nhìn cái kiến là thấy đúng cái kiến này. Đừng có xạo. Bây giờ bị phạt gì đây, phạt nặng lắm luôn á. Thôi bây giờ tặng bà ông trước đi. Tặng ở bông trước đi rồi phạt sao, chứ không phải tặng là không bị phạt đâu. Cảm ơn anh. Bây giờ sao ta, chà, cái hình phạt cái anh này phải mệt mỏi lắm luôn á. Tôi không dám nhắc lại lời anh nói lúc nãy. Bây giờ anh chỉ bị phạt thôi. Bây giờ anh vừa hát vừa nhảy cho tôi. Ui. Anh dám xúc phạm người khác. Cô này không phải rồi. Tại sao cô đó không phải? Có bầu rồi nè. Có bầu rồi hả? Đứng lên vừa hát vừa nhảy. Nhanh lên. Quăng quại vô nha. Cái tội dám nó bậy nó bạ mà nó bự nữa. Phải không anh? 2, 3, bắt đầu. Miệng cũng mấy lần là trôi. Người miệng cũng mơ lắm bằng tình ấy. Chờ em nay bao thu rồi mà em chưa về bên đời. Trăng hờ hững giữa đất trời, lòng em nhớ ai? Em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già mà người đi biển biệt phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Xa rồi đâu còn người em. Ôi quê hương man mát buồn, chiều miền Trung mưa tím bên sông. Hát rồi chị, không biết gì. Vậy được không em? Có tha thứ không em? Em khó tha thứ lắm. Rồi bây giờ sao giờ? Rồi về chỗ ngồi đi. Thôi trước tiên cho xin lỗi nha, đón bậy. Nó bậy mà nó bự nữa chứ. Không mà em nhìn cái hình này em nói thiệt. Thì đúng rồi, ai cũng nói em có bầu mà. Không phải, cái hình người ta chụp nó không có được đấy. Là do người chụp hay là do người mẫu? Do người chụp quá. Chắc do người chụp phải không? Ấy, con này giờ không muốn tặng luôn hả? Thôi em nghĩ lại hay là thôi khỏi tặng em giữ luôn. À vậy thôi cũng tặng anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng Hòn Đất. Vì chương trình của mình là hẹn ăn trưa mà. Mời hai bạn thưởng thức món ăn, trời ơi, tàu hũ thơm phức, tàu hũ chiên nước mắm và bó xôi xào bò ha. Bữa cơm mời bạn gái ăn nha. Cơm. Lịch sự, cơm đó em, cứ ăn uống đi nha. Lúc trưa ăn cơm. Ủa nhà anh đông anh em không ba? Ba người, anh con thứ mấy ạ? Con đầu. Nhưng mà em sẽ không có giống bạn gái của anh nha. Tại vì như anh nói với chị Cát Tường là anh không thích bạn gái mặc váy. Người yêu cũ của anh là mặc quần tây, áo thun, sơ mi ha. Đó, nên em sẽ không có muốn mình là người thế chỗ. Cái đó không ảnh hưởng gì tới bạn gái cũ. Chỉ đó là cái hồi từ nhỏ tới lớn là mình như vậy thôi. Đơn giản mấy đứa em ở nhà cũng vậy. Chỉ cần anh hai về là tự nó là nó biết đường à. Nó ít cái mặc váy, đi lạng trước mặt lắm. Mình không thích vậy thôi, nhưng mà nếu mà sau này ví dụ như công việc của mỗi người nó mỗi khác thì đặc thù hay là sở thích thì cũng không thành vấn đề. Cái việc giờ xã hội giờ nó cũng tăng tiến rồi, chẳng qua cái tính mình nó hơi của hủ thôi. Anh có nghe cái câu mà giang sơn dễ khó đổi, bản tính khó dời không? Có khi nào cái đó nó ăn sâu vào máu của anh mà cuối cùng anh không bỏ được, xong rồi sao anh gây sự với bạn mờ gái mới của anh thì sao? Đồng ý là mình không thích cái vấn đề đó, nhưng mà đâu có phải là mình từ chối cái vấn đề đó đâu. Em thì lại không nghĩ vậy. Cái gì mà mình đã không thích, mỗi lần hôm chỉ cần chút một thời gian dài, nó sẽ thành một giống như là ngọn núi nữa, lâu ngày không ấy nó sẽ bùng cháy vậy đó. Anh nghĩ sao về vấn đề đó? Tùy theo cái vấn đề mà nó sẽ lớn lên theo từng ngày. Vậy anh... Ví dụ như mặc váy thì giờ nếu đã xác định chấp nhận mặc váy đi thì cứ mặc thôi. Chứ nó đâu không có vấn đề này, nó không có lớn lên theo từng ngày. Em lại không nghĩ như vậy. Tại vì anh biết các mối quan hệ thường xảy ra cái trường hợp đường ai nấy đi, vì nó phát sinh từ vấn đề gì không? Vấn đề gì? Từ những vấn đề rất là nhỏ mà những người trong cuộc không hề hiểu được. Chứ nhiều khi cái vấn đề lớn nó lại không làm cho người ta đi. Anh cứ từ từ suy nghĩ. Anh có thích ăn đậu hũ không? Bên đó có đậu hũ hả? Để em gắp cho anh ha. Cảm ơn. Nói chung là trên thế giới này mọi nút thắt đều có thể mở được, mình có muốn mở nó hay không thôi. Chứ bây giờ cứ bàn tới bàn lui
cũng biết bàn tới bao giờ cho nó hết nữa. Lúc đầu á, anh có nghe em nói với chị Cát Tường không? Là em cần một người quyết đoán. Như cái cách của anh nói chuyện á, thì em cảm thấy là anh không có quyết đoán lắm. Và nó sẽ không có phù hợp với em. Nghe từ đầu lúc chưa mở cái này ra thì cũng đã nghe rồi. Nghe cái giọng nói là mình cảm nhận là một người này rất là bản lĩnh nè. Mình ra đường mình đi làm, nhưng mà cái sự va chạm ngoài đường mình không có được nhiều. Quan trọng nhất của em là cái điều gì trong mối quan hệ? Đối với em là tin tưởng. Giả dụ như không có niềm tin thì sẽ không có làm được cái gì hết. Làm sao để cho đối phương có niềm tin với mình và mình có đối phương với niềm tin? Thật sự thì giống như chị chơi với một người bạn ha. Làm sao mà chị biết người bạn đó là tốt với chị? Chị phải cần có thời gian xem người đó có tốt với chị hay không. Mà mình muốn người ta tốt với mình thì trước tiên mình cũng phải tốt với người ta cái đã. Nhiều khi chưa chắc chị cố tình chị làm xấu với người ta để chị xem người ta có đối xử xấu lại với chị hay không. Giả dụ như thật sự người đó tốt với chị thì người ta bảo có thể là cái đó nó vô tình nó làm tổn hại đến mình thôi. Nhưng thực tế thì không. Nhưng thực tế là trên thực tế cuộc sống như vậy khó lắm. Tại vì cuộc sống bây giờ rất là mệt mỏi. Người ta đến với nhau là đem niềm vui, một cái sự nhẹ nhàng cho nhau. Chứ không phải đến với nhau để thách đố nhau và để thử thách nhau. Tại vì không có ai đủ kiên nhẫn để trải qua những cái thử thách của em đâu. Nếu như em thấy đó là hợp lý thì cả hai cùng phải cố gắng. Chứ cuộc sống bây giờ để thử, tôi thử anh rồi anh thử tôi mệt mỏi lắm. Và người ta sẽ bỏ cuộc hết. Cho nên em đòi hỏi cao quá thì nó sẽ là rất khó. Đó là cái kinh nghiệm của chị. Vì không ai khó bằng chị đâu, chị khó lắm. Bây giờ chị ở một mình, cho ra mình mới nhận. Mình ngồi đòi nhận không à, người ta nói mình là lên đầu ngồi luôn. À, nhiều người nói chị lắm, nè anh tìm bạn gái chứ anh không có tìm má. Nói thẳng vào mặt chị luôn như vậy rồi. Đó là kinh nghiệm của chị, chị muốn chia sẻ cho em thôi. Thay đổi tư duy một chút xíu, có thể cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Trên tay dây tường là mấy cái lá bài, trong này nó có những yêu cầu. Mời bạn trai bóc trước và đọc lớn lên. Rồi. Gì vậy? Đọc lên đi, chưa đọc cười, ai biết gì đâu cười. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Nghe bạn gái làm chứ phải em làm, bình tĩnh. Ủa, bạn gái làm hả? Ừ, em đọc yêu cầu bạn gái, gần hồi bạn gái đọc yêu cầu em. Mừng quá. Đọc lớn lên đi cưng. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Cái này bạn gái làm được. Cái này hả? Anh thấy em như thế này có được không? Nhìn ảnh chứ đâu phải nhìn chị, làm cho anh nhìn. Anh đâu có nhìn, nhìn em người đâu. Ta thôi. Đó, đang nhìn mà. Trời, tự nhiên khó mở lời quá chị ơi. Mình làm mặt thôi chứ đâu có nói đâu. Thấy đáng yêu không? Thôi chấp nhận bỏ. Cậu liếc đó, cậu liếc em đó. Liếc em tại cái tội thôi, không mình nhớ. Không làm khó người ta đi, để lát hồi họ cũng không làm khó mình ha. Nè, mời em bóc một lá bài yêu cầu lại ảnh nè. Hãy nói 3 điểm chung với bạn và người đối diện. 3 điểm chung là còn độc thân nè. Chưa có bầu nha. Không sao, có bầu cũng được. Cùng tuổi. Hai đứa nãy giờ nói chuyện không thấy gì chung hết trơn hả? Cùng làm xa nhà. Cùng làm xa nhà. Hãy nói cho nhau nghe cảm xúc khi ngày hôm nay ngồi ở cái ghế này. Hoặc là nói cho nhau nghe cảm xúc khi mà cái cửa trái tim mình mở ra thì trong lòng mình đang nghĩ gì. Bạn trai nói trước. Lần đầu mà mở cửa ra thì mình đã bị mất điểm rồi. Cảm giác thì em chưa có. Nếu mà một người vợ thì làm được tất cả mọi việc của một người vợ làm được. Thế còn em? Về tính cách là không tương đồng. Vì anh ấy thích một người phụ nữ có gì đó là truyền thống. Còn em thì nó lại không có như vậy. Mai này mà giả dụ như về chung một nhà, anh ấy sẽ có cảm giác là giống như là như chị nói là em ngồi đến đầu của người ta vậy đó. Rồi, ok, đó là những cái cảm xúc của hai bạn rất thành thật, chúng ta thẳng thắn nói với nhau. Nhưng biết đâu điều gì đó nó đến ở phút cuối cùng, ai biết đâu được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu sau 3 tiếng đếm của chị Tường hai bạn đồng ý hẹn hò thì bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý hẹn hò lấy tay ra khỏi nút bấm. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Quý vị thấy mặt tôi xấu mà có đáng yêu không? Mời hai bạn về đứng lên. Tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Và hy vọng rằng trong một ngày không xa thì tình yêu đích thực sẽ đến với hai bạn. Tự ngước cái mặt nhìn đời lên cho chị coi. Cái đâu mà cứ cúi gầm gầm xuống hoài hả? Rồi, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Hẹn Ăn Trưa, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV.